Vừa rồi là chúng ta nói động chạm tới ảnh và nói động chạm tới một chút cả cái thứ gọi là cất giấu cái thứ vào trong một cái đối tượng khác bằng lệnh vào clip. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại cái các cái vấn đề liên quan tới ảnh tiếp theo như sau. Sau khi mà chúng ta nhập một cái ảnh vào đây thì chúng ta làm được những cái gì? Vừa rồi là chúng ta nói là giấu cái ảnh đi, đúng không? Hoặc là co kéo và liên quan tới cái độ phân giải. Bây giờ chúng ta phân tích tiếp những cái liên quan tới ảnh tiếp như sau. Về mặt nguyên tắc, khi mà chúng ta nhập ảnh vào thì nó trở thành một phần của cái tài liệu và nó có thể in ra, nó có thể mã xuất ra thành các tài liệu khác. Tuy nhiên nếu như mà nó dùng để in, mà ở đây chúng ta quay trở lại với yêu cầu gốc, đó là in theo kiểu in công nghiệp, in trên hệ offset, vậy thì nó phải đáp ứng được các tiêu chí mà chúng ta đã từng nói với nhau. Đó là gì? Hai tiêu chí thôi về mặt kỹ thuật. Một là ảnh phải là ảnh hệ CMYK, hai là độ phân giải phải là 300. Vậy thì chúng ta giải quyết cái này ở trong Photoshop được hay không, hay là chúng ta lại phải cậy cục chúng ta chạy sang nhờ Photoshop? Đấy, thì Corel vẫn làm được những vấn đề như thế này. Để xử lý cái này thì các bạn làm cho tôi như sau, thao tác như sau. Nó đã là ảnh thì nó là bitmap, thì chúng ta bấm vào bitmap. Trong bitmap này các bạn chọn cho tôi cái lệnh là lệnh resample. Bấm vào đây, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bảng thoại bao gồm có các tham số là image size, bao gồm các trường như là chiều rộng, chiều cao, tỷ lệ phần trăm, đơn vị đo là cái gì, đúng không? Và thêm một phần nữa là resolution là cái độ phân giải. Bây giờ các bạn có thể gia giảm tham số, ví dụ như là tôi cần một cái ảnh là độ phân giải là 300, các bạn gõ 300 vào đây. Sau đó thì nhấp OK. Vậy thì kích thước gốc vẫn giữ nhưng độ phân giải được tăng lên. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái ảnh là độ phân giải đã được tính toán là 300 ở đây. Thế còn ảnh đã đúng hệ màu hay chưa? Thì chưa. Chúng ta vẫn nhìn thấy cái báo là RGB ở đây, hay là chúng ta vẫn gọi theo kiểu tiếng Việt là RGB, đúng không? Thì bây giờ tôi muốn cho nó sang CMYK thì tôi phải làm thế nào? Vào trong bitmap. Đấy. Và lúc này thì các bạn sẽ có một cái lệnh ngay bên dưới cái phần resample, đấy là mode. Các bạn nhìn thấy tất cả những cái mode mà có thể convert ở đây. Và những cái ảnh nào mà đang mở ra rồi và có định dạng gì thì các bạn sẽ nhìn thấy nó mờ đi như thế này. Thế còn các bạn muốn convert nó sang phần khác thì các bạn chỉ việc bấm vào cái chế độ màu mà các bạn mong muốn. Đây, CMYK. OK, sau khi xong các bạn nhìn này, nó convert rồi, nó thông báo ngay bên dưới này là CMYK. Vậy là chúng ta đã có được cái ảnh đảm bảo được cái yếu tố kỹ thuật gồm có gì đây? Độ phân giải là 300 và hệ màu là CMYK. Tuy nhiên là có nên đổi độ phân giải 300 ngay từ đầu hay không, thì đây là thao tác dùng cuối cùng thôi nhé. Khi nào mà các bạn sắp xếp cái ảnh này vào trong cái thiết kế của mình cho nó chuẩn rồi, đến nước cuối cùng rồi thì chúng ta mới làm cái thao tác là đổi độ phân giải. Bởi vì sao? Như vừa nãy tôi đã nói là khi chúng ta co duỗi cái này thì nó lại thay đổi độ phân giải đi. Cho nên là đến lúc nào mà các bạn co duỗi, các bạn sắp xếp nó vào trong bố cục nó chuẩn rồi, không còn cái gì phải lăn tăn về mặt bố cục và thiết kế nữa, thì đến lúc đó chúng ta mới giải quyết cái nước cuối cùng là bitmap resample và chúng ta điền cái tham số vào đây. Đấy là cái thao tác cuối cùng. Đừng điền các tham số này vào trước lúc mà các bạn giải quyết xong về mặt bố cục, về mặt ý tưởng. Sau khi xong hết rồi hãng xử lý cái này. Vụ này là vụ làm sau cùng. Thế đấy là thay đổi về độ phân giải, thay đổi về mode đấy. Thế còn một số các cái lệnh phía dưới này thì nó nằm ở trong menu bitmap, có nghĩa là nó giúp chúng ta giải quyết một số cái vấn đề mà các bạn xưa nay các bạn vẫn làm ở bên Photoshop đấy. Về mặt nguyên tắc thì các bạn có thể là vác nguyên các cái kiến thức ở Photoshop sang đây mò mẫm một tí tẹo là nó cũng ra. Đấy. Thế nhưng mà một xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn một vài cái lệnh mà nó tương đối đặc biệt là chỉ có thằng Corel này có thôi. Còn những cái gì mà nó năm ăn năm thua nó cũng giống giống như là Photoshop ấy, hoặc là các bạn có thể làm với Photoshop, hoặc các bạn có thể mở ra các bạn mò một tí là nó sẽ ra được các cái lệnh tương tự như Photoshop ở trong này thôi. Có nghĩa là đây là một chương trình cũng rất mạnh,
nó hỗ trợ các bạn có thể làm việc trên nền vector chuẩn, và đồng thời nó cũng hỗ trợ các bạn làm một số các thao tác cũng không khác gì ở trên các cái chương trình bitmap, giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh màu hoặc là làm một số các cái hiệu ứng cũng tương tự như là bên Photoshop chẳng hạn. Thế bây giờ chúng ta còn làm những cái gì nữa nào? Chúng ta còn mấy lệnh như thế này. Một là lệnh bitmap color mask, có nghĩa là lệnh giúp chúng ta giấu một số cái nền nào đó đi, một số màu nào đó đi. Trong trường hợp như thế nào nào? Ví dụ tôi tải về một cái logo đi. Này, bây giờ chẳng hạn tôi có một cái logo. Bây giờ tôi muốn là đặt cái logo này vào trong một cái thiết kế của tôi. Ví dụ tôi lấy cái này đi. À, cái này thì đơn giản rồi. Tại vì là cái này là nền trong. Nền trong thì không thành vấn đề đúng không? Đặt đâu cũng được. Nhưng nếu mà nó không phải nền trong thì sao? À, bây giờ chúng ta phải tìm nha. Cái nào đó mà nó là JPEG có nền trắng đúng không? Đây ví dụ tôi lấy cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta quay trở về với lại Corel. Chẳng hạn như là tôi có một cái nền màu như thế này đúng không? Bây giờ tôi nhập cái ảnh vào đây. Thì bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta đặt một cái ảnh có nền vào đây, rõ ràng là nó trông rất khó chịu đó. Vậy thì làm thế nào? Chúng ta giấu cái màu này đi được không? Hay là chúng ta lại phải sang bên Photoshop chúng ta xử lý để xóa bỏ hết cái nền đi, chỉ còn lại hình thôi. Thì chúng ta có thể làm như sau. Các bạn quan sát, tôi chọn cái ảnh, sau đó thì tôi chọn vào lệnh bitmap color mask ở trên thanh property đấy, hoặc nếu các bạn cũng có thể tìm những cái gì đã liên quan tới ảnh thì nó sẽ nằm ở trong menu bitmap này, các bạn có thể lục ra hết. Nhưng mà thôi, lấy ở đây là nhanh nhất đó, bấm vào đây nó sẽ mở ra cho bạn một cái hộp thoại bitmap color mask này. Nó có hai tùy chọn là hide color hoặc là show color. Bây giờ chọn hide đi. Hide là gì? Giấu bớt màu đi đúng không? Giấu màu nào thì đây, chúng ta đánh dấu vào một ô chọn. Sau đó chúng ta sử dụng cái công cụ Color Selector này, chúng ta bấm vào để xác nhận cái màu sẽ được giấu đi. Bây giờ tôi nhấn Apply, bạn sẽ thấy là màu trắng sau khi được chỉ định sẽ giấu đi, nhưng vẫn còn ba bia. Vì sao? Cái phần màu mà nó nằm sát giữa em với trắng là nó không được trắng thuần. Bây giờ để tẩy ba bia này đi thì tôi tăng cái này lên. Với cách như thế này, tôi có một cái phương tiện rất là hữu hiệu để tôi có thể giấu bớt một cái màu nào đó đi ở trên bức ảnh. Nó có mất thật không? Nó chỉ bị giấu đi thôi. Đây, tại vì nếu như bây giờ mà tôi bỏ cái này đi, tôi bỏ cái đánh dấu này đi và tôi nhấn Apply thì nó lại trả lại. Có nghĩa là ảnh của chúng ta vẫn còn đầy đủ. Thực ra là không bị xóa. Nó chỉ tạm thời giấu đi một màu nào đó do chúng ta chỉ định và do đó chúng ta không nhìn thấy nữa thôi. Đây là một cách gọi là làm nhanh, làm để mà tính toán về một cái bố cục nào đó thay vì việc là chúng ta phải vẽ lại đó. Ta phải vẽ lại cái logo này. Thế còn trong trường hợp mà đã tính toán xong bố cục rồi mà lúc này chúng ta cần một cái logo chuẩn, một cái logo có tính chất vector để đảm bảo rằng là tôi thích co thích duỗi thì thế nào cũng được và nó đảm bảo sắc nét sắc cạnh, thì chúng ta có hai cách. Một là các bạn đã biết cái sử dụng các công cụ vẽ thì các bạn sẽ ngồi các bạn đồ lại vẽ lại. Hai là các bạn xử lý bằng cách là chọn Trace Bitmap. Bằng cách bấm vào đây, các bạn có thể chọn được một số các cái tùy chọn Trace Bitmap để biến từ một cái ảnh ảnh bitmap thành vector. Thì các bạn sẽ có ba tùy chọn chính, đó là Quick Trace, Centerline Trace và Outline Trace. Làm cho tốt thì thực ra người ta thường hay sử dụng Outline Trace. Ví dụ nó sẽ có cho chúng ta một số tùy chọn như này: Line Art, Logo, Detail Logo, Clip Art.
rồi ảnh chất lượng cao, ảnh chất lượng thấp, vân vân. Nếu chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ có một cái hộp thoại mở ra bao gồm một số tùy chọn như sau. Phía trên này hoặc là phía bên trái này là cái cửa sổ để view cái ảnh gốc cũng như cái ảnh sau khi được xử lý. Ở đây chúng ta có một số các tùy chọn, ví dụ như là Trace Control thì chúng ta có Detail, có Smoothing, có Cognia Smooth. Thì ở đây nó giúp cho chúng ta điều chỉnh, hiệu chỉnh cái quá trình mà nhận diện và đồ lại từ cái hình mẫu ở đây. Detail, nếu mà chúng ta tăng hay giảm cái này thì nó sẽ cho phép chúng ta là phân tích kỹ đến mức độ nào đó từ cái hình mẫu và qua đó nó sẽ đồ lại, nó vẽ lại. Cái này thì tùy vào từng trường hợp mà chúng ta điều chỉnh, cứ quan sát khi nào cảm thấy hài lòng rồi thì chúng ta thôi, còn nếu không các bạn có thể tăng hay giảm. Tăng hay giảm này nó sẽ tác động tới cái kết quả đạt được đấy, kỹ hay là không kỹ, đúng không? Smooth cũng thế, bây giờ muốn cho nó đanh thì hay là muốn cho nó mềm thì chúng ta sẽ kéo cái smoothing này để điều chỉnh các cái giá trị là mềm. Thế còn góc nha thì là nó để xử lý những cái góc gãy, vân vân. Đấy, nó làm cho mềm đi bao nhiêu. Thế và chúng ta có một cái tùy chọn nữa mà không được đánh dấu, đó là Delete Origin Image. Có nghĩa là nó chơi ra và nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái bản sao, bản phân tích từ cảnh gốc và nó vẽ lại bằng vector. Thế nhưng mà về mặt mặc định ban đầu thì nó không đánh dấu cái này, nghĩa là nó giữ lại cho chúng ta cảnh gốc lẫn cái bản mà nó mới làm. Còn nếu mà đánh dấu như này thì nó làm xong nó sẽ xóa bỏ ảnh mẫu đi. Tuy nhiên chúng ta nên giữ lại cái ảnh mẫu để làm gì? Để so sánh xem nó chơi như thế này đã được hay chưa. Thế còn cái phần mà được đánh dấu luôn là Remove Background thì thường thường vẽ lại là để gì? Tôi tách một cái logo, tôi tách một cái gì đó ra khỏi hình nền. Thế và nó tự động gì đấy, automatically choose color, nó tự xác nhận cái phần nào mà rộng nhất hay chiếm nhiều diện tích nhất thì đấy chính là nền, và nó sẽ bóc luôn cái đấy đi. Tuy nhiên là chỉ ở phần bên ngoài thôi nhé, những cái phần khép kín thì nó không coi đấy là nền và chúng ta sẽ phải xóa sau một chút. Đây các bạn nhấp OK, các bạn sẽ nhận được một kết quả như này. Đây tôi nhắc ra này. Đây là cái mà nó vẽ lại. Tất nhiên ở đây thì nó có một cái yêu cầu, đó là cái ảnh gốc nó phải là một cái ảnh mà nó chất lượng cho nó tốt. Đấy, kích thước lớn càng tốt, nhưng quan trọng nhất là nó rạch ròi về màu sắc, độ tương phản cao, rõ ràng, sắc nét ngay từ cái ảnh gốc. Ảnh gốc chất lượng bao nhiêu thì cái việc mà nó vẽ lại nó càng dễ bấy nhiêu và nó chuẩn xác bấy nhiêu. Thế còn đến đây thì nó vẽ ra cho chúng ta là thông qua cái việc phân tích cái vị trí nào, diện tích hình hài như thế nào, có màu gì thì nó sẽ tự động nó đổ lại, nó vẽ lại cho chúng ta. Thế còn nền trắng là đã được tự động bỏ đi rồi, vẫn còn lại một số nền trắng do lọt lọc bên trong, cho nên nó tính đấy là màu chứ nó không tính là được cái nền. Do đó nếu mà muốn làm thì chúng ta cũng vẫn cần phải làm sao đây ạ, chọn và chúng ta xóa đi, thì lúc này chúng ta mới có một cái logo hay là hình đổ lại nó không còn nền nữa, mà các bạn muốn đặt vào bất cứ đâu cũng được. Tất nhiên logo như thế này thì chưa chuẩn, tại vì là chúng ta đang dùng một cái ảnh nó không được chất lượng cho lắm, nó không được sắc nét cho lắm, cho nên cái việc đổ lại nó cũng không được như ý. Nhưng nếu mà một cái ảnh mà chất lượng tốt, kích thước lớn thì các bạn hoàn toàn có nhiều khi là size nó đổ lại là chuẩn luôn, có thể dùng được, cũng không cần phải chỉnh nữa. Thế đấy là thao tác để cho chúng ta convert một cái bitmap sang thành cái vector. Thế còn vừa rồi là chúng ta sử dụng outline đúng không? Bây giờ tôi chọn sang cái chế độ khác, ví dụ như là detail logo này. Đấy. Thì nó sẽ căng hơn, nó sẽ chi tiết hơn, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang các dạng khác. Clip art này, đấy các bạn cứ quan sát, nó cho chúng ta preview trước. Các bạn chọn chế độ nào thì nó sẽ tính toán một hồi và sau đó nó sẽ đưa ra kết quả sau khi mà xử lý trông nó như thế nào. Ưng hay không ưng thì các bạn có thể gia giảm thêm tham số ở bên phía tay trái này một chút, sau đó thì nhập OK thì các bạn sẽ nhận được kết quả. Thì đấy là cái thao tác mà biến bitmap thành vector. Thế có trường hợp ngược lại không? Ví dụ ngược lại là bây giờ tôi vẽ ra một hình nào đó và tôi muốn chuyển nó thành bitmap chẳng hạn, thì tôi lại làm ngược lại như thế này. Đây ví dụ đây là cái vector đúng không?
tôi muốn biến nó sang thành bitmap thì tôi lại chọn vào bitmap, tôi chọn lệnh convert to bitmap. Convert to bitmap thì nó sẽ cho chúng ta sẵn một số các tùy chọn như thế này. Resolution và mode nó để sẵn cho chúng ta là 300 và CMYK. Vì sao? Vì ảnh gốc, cái tài liệu gốc của chúng ta khi mà tạo ra cái tài liệu này đã xác nhận là để in rồi, cho nên là những cái đó là những cái mặc định cần thiết, nó mặc nhiên là nó sẽ cho chúng ta vào chế độ này luôn. Còn nếu không thích cái này, các bạn có thể sổ danh sách ra và các bạn chọn một cái khác. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào chọn cái gì do cái tài liệu ban đầu chúng ta mở ra. Đấy, tài liệu ban đầu có cái tham số như nào thì nó sẽ convert chuẩn luôn về cái đó cho chúng ta. Và ở đây nó có mấy cái tùy chọn option, thì các bạn lưu ý một tí. Anti-aliasing và transparent background. Anti-aliasing này là nó sẽ làm mờ, nó làm mịn cái đoạn đường cong bao viền này. Thế còn cái phần transparent background này là nó sẽ giữ cho cái nền này ở đây là trong. Còn nếu mà không có cái này thì nó sẽ dựa trên cái kích thước tổng này mà nó sẽ tạo ra cái nền trắng. Đây ví dụ thử nghiệm lại một tí thế này nhé, bản mẫu bỏ ra này. Đây tôi sẽ làm hai cái, một cái này bitmap convert to bitmap, tôi vẫn để nguyên anti alias và transparent background. Đây ok, bây giờ nó là ảnh rồi đúng không? Đây bitmap đây. Thế còn cái này, nếu như mà tôi chọn bitmap, chọn convert to bitmap mà tôi bỏ cái transparent này đi thì nó sẽ xuất hiện ra cái nền trắng như thế này. Đấy là cái việc mà convert qua lại giữa hai cái định dạng là bitmap sang vector và vector sang bitmap. Thế còn lại mấy thứ mà tôi muốn nói thêm như sau. Ảnh thì nhiều khi các bạn cũng cần phải đặt chung vào với lại một cái, vào với lại một cái khối text văn bản paragraph, thì cái này dùng chung thôi. Cropping này sẽ dùng chung giữa ảnh cũng như là hình vector, đều dùng chung cái này để đẩy chữ ra khỏi cái vị trí mà nó nằm, nó chiếm chỗ. Thì các bạn quay trở lại bài text các bạn xem một chút thì cách thức làm cho một cái ảnh cũng giống như là với hình vector thôi. Tôi sẽ không nhắc lại cái phần này nữa. Tuy nhiên chúng ta còn mấy cái vấn đề như sau. Về phần bitmap này thì ngoài cái lệnh để hiệu chỉnh về kích thước cũng như độ phân giải hay là cái phần mode này chẳng hạn, thì chúng ta còn có một số các cái lệnh như thế này. Từ đây trở xuống là các cái tương tự như là filter của Photoshop. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rất nhiều thứ nó cũng giống như là Photoshop thôi. Cho nên tôi cũng sẽ không nói với các bạn cái này. Tôi chỉ nói những cái gì mà nó thuộc về hàng độc của thằng Corel thôi. Corel có mà thằng khác không có thì chúng ta mới nói. Đây, ví dụ 3D effect. Chẳng hạn như tôi có thể chọn cái dạng như là Paste Cool này. Đây, tôi có thể làm cho một cái ảnh nó cuốn mép lên như thế này. Đấy. Thế cái ảnh cuốn mép lên thì như thế nào? Ảnh cuốn mép lên ở đây tôi có 4 sơ đồ, 4 góc. Này, bấm vào cái nào thì nó sẽ làm ra đây, hiển thị cái mép cuốn như thế. Cái width và cái height này là các bạn sẽ điều chỉnh để cái đoạn mép cuốn này nó cuốn nhiều hay cuốn ít. Và các bạn kéo con trượt đến đâu thì các bạn sẽ thấy là nó tương tác real time ngay đến đấy, cho chúng ta nhìn thấy được cái kết quả luôn. Nó còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa như thế này. Đấy. Direction chỉ có hai tùy chọn thôi, vertical hoặc là horizontal. Đây đang là horizon, còn nếu chúng ta chọn vertical thì đây thì nó sẽ cuốn theo chiều vertical. Horizon thì nó sẽ cuốn theo chiều horizon. Thế còn cái paper này thì chúng ta có hai cái tùy chọn, một là opaque và hai là transparent. Đây transparent nó là như thế nào thì các bạn nhìn đây này. Nếu tôi để opaque này thì nó chỉ đơn giản là cuốn cái mép này lên và không nhìn thấy cái đối tượng ở trên mặt cái ảnh. Còn nếu mà tôi để transparent thì nó cho phép vừa cuốn lên vừa nhìn xuyên qua cái này để thấy được cái chi tiết của cái ảnh bề mặt. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể điều chỉnh hai tham số. Một là cái phần color ở phần cool này là chúng ta cho nó mép cuốn màu gì. Các bạn chọn màu thì nó sẽ đổi màu cho cái mép cuốn này. Thế còn cái phần này là cái background để làm gì?
để đề phòng trường hợp là tôi đặt nó lên một cái nền màu nào đó trông giống như là quận lên thì cái màu của cái đoạn này nó phải giống với màu nền, do đó thì tôi có thể là chọn này đây ạ, chọn màu làm sao cho giống màu nền. Sau khi chọn xong thì các bạn thấy nó giống như là gì đây, nó giống như quấn lên thật sự đúng không đấy. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra một cái hiệu ứng là cuốn mép cho một cái ảnh. Tiếp nữa chúng ta xem xét sang một cái ví dụ khác như sau. Bitmap 3D, effect vẫn 3D nhé. Thì chúng ta có mấy cái lệnh như thế này. Chúng ta có 3D rotate này. Đây. Tôi có thể là tạo ra một cái hiệu ứng giống như là xoay bằng cách là bấm vào đây. Các bạn cứ hình dung là nó đang được gắn vào trong một cái bề mặt nào đó của một cái khối lập phương đặt ở trong không gian. Bằng cách là xoay trở cái hộp này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là làm cho cái chữ hoặc là cái ảnh đấy nó xoay theo trong một không gian ảo như này. Và sau khi mà chúng ta nhấp OK thì chúng ta sẽ thấy là có một cái sự biến dạng theo dạng perspective. Đấy, nó được ép vào trong một cái bề mặt nào đó. Ở đây các bạn có cái tùy chọn là best fit. Đấy thì nó sẽ căng ra nó vừa với lại cái kích thước gốc của cái ảnh gốc ban đầu. Còn bỏ đi thì nó sẽ biến dạng theo cái góc độ perspective, theo cái góc độ phối cảnh của cái ảnh. Tất nhiên là sau khi làm xong cái này thì chúng ta có thể lợi dụng thêm cái chuyện là gì đấy, bitmap color mask này, để mà tôi có thể giấu cái phần gì đấy màu trắng đi ví dụ thế, thì lúc này nó sẽ biến dạng theo cái góc phối cảnh để chúng ta có thể đặt nó vào trong một cái bề mặt và không gian ảo đó. Hoặc là chúng ta có lệnh như thế này nữa. Ví dụ như là Select này, Emboss này, hoặc là Perspective này, hay là Pinch Pull này. Ví dụ là tôi có thể làm nó biến dạng này. Hoặc là Pinch hoặc là Pull tùy theo cái chiều kéo của chúng ta. Các bạn quan sát cái mặt lưới này nó lõm vào hay nó phình lên thì nó sẽ làm cho cái đối tượng ảnh của chúng ta nó cũng sẽ lồi hay lõm theo như thế. Bằng cách là nhấn giữ cái preview này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biến đổi theo kiểu real time. Đấy, kéo tham số đến đâu thì nó sẽ trình bày một cách trực quan cho chúng ta xem là cái sự thay đổi của đối tượng nó được áp dụng các hiệu ứng này như thế nào, và hài lòng rồi nhấp OK chúng ta sẽ có cái biến đổi nó cập nhật luôn vào đối tượng. Thì chỉ có mỗi cái phần mà 3D này là cái mà tương đối đặc biệt, mà chỉ có thằng Corel nó có cái bộ lọc này. Còn các cái phần phần chương trình khác, ví dụ như là Photoshop hoặc là Illustrator, thì nó không có cái phần hiệu ứng bitmap theo kiểu 3D này cho ảnh. Đấy thì đây là một cái mà cần phải lưu ý. Còn lại hầu hết những cái bộ lọc này hoặc là cái hiệu ứng này, tên tuổi nó có thể khác khác một tí, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó xem xét thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nó tương đối giống các cái bộ lọc của Photoshop. Cho nên là nếu như mà các bạn mà lười, các bạn không mở Photoshop hoặc Photoshop lỗi, thì cứ vác nguyên cái kiến thức mà làm việc với các bộ lọc ở bên Photoshop sang đây, mò mẫm một chút là ra, có nghĩa là chúng ta cũng có thể làm được ở trong môi trường này. Còn nếu mà thói quen thì các bạn có thể là làm việc shop rồi các bạn nhập vào đây các bạn xử lý sau cũng được đấy. Nhưng mà như vậy là chúng ta xác nhận luôn là Corel nó đủ mạnh, trang bị đủ vũ khí để cho chúng ta có thể làm việc được với cái bitmap, chứ không phải là nó chỉ làm việc với vector không thôi đâu. Thế đến đây thì chúng ta còn cái vấn đề gì cần lưu ý về làm việc với Corel hay không? Thì có mấy thứ như thế này. Đây, thứ nhất là chúng ta xem xét nốt một hai cái công cụ mà chúng ta còn chưa nhắc tới, ví dụ như công cụ crop tool. Công cụ crop thì nó sẽ giúp chúng ta làm gì? Crop thì đương nhiên là cắt cụt rồi, nhưng cắt cái gì? Cắt thì ở đây chúng ta thấy nó có mấy thứ này. Corel hiển thị những cái gì? Các đối tượng vector là một, ảnh import vào là hai, và thứ ba là text đúng không? Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem nó cắt được những cái gì nhé.
Trước hết là vector này. Bây giờ tôi có cắt được vector không? Sau khi kéo xong enter, vậy là nó cắt đó. Nghĩa là đã đặt ra cái cắt thì nó sẽ chỉ giữ lại cái gì nằm ở trong cái phạm vi của cái vùng cắt mà do chúng ta vẽ ra thôi. Đây, ví dụ tôi vẽ một cái vùng như này thì nó sẽ giữ lại cái gì? Nó sẽ giữ lại cái ở trong cái vùng cắt, bất kể là ở đấy có một đối tượng hay nhiều đối tượng, miễn là cứ nằm ở trong cái vùng cắt đó sẽ được giữ lại, còn phần nào bên ngoài mất đi. Đấy. Lần này thì con mất hay là bị giấu? Mất thật đó, trường hợp này là mất thật chứ không phải là power clip đâu nhá. Mặc dù power clip cũng làm được cái việc như thế này. Đây, ví dụ tôi thích làm như vết cắt vừa rồi, tôi hoàn toàn có thể đặt một cái này đúng không? Tôi chọn các đối tượng, sau đó thì tôi làm sao đây, chuột phải chọn power clip inside đấy, ví dụ như thế này thì nó cũng chui vào, nó cũng giấu ở trong này. Nhưng mà trường hợp này là không bị mất đúng không, tại vì tôi extract ra là vẫn có đủ. Còn cái crop kia là hoàn toàn khác biệt, là cắt thật. Này, cắt thật, mất thật, những cái phần nào nằm ngoài mình cắt xong, không còn nữa. Thế thì vector là như thế là cắt được rồi, đúng không? Xem về text này. Cắt được không? Dùng crop, đặt lại. Ví dụ tôi muốn cắt cái chân này chẳng hạn. Cắt được. Đó. Bất chấp text mặc dù nó là một dạng đối tượng cũng rất là đặc biệt, nhưng công cụ crop nó cũng cắt không tha. Thế bây giờ xem tiếp. Ảnh cắt được không? Đây là ảnh. Đó. Bây giờ tôi crop này. Đặt vào đây, cắt. À bây giờ xem thử xem nó cắt thật hay là nó lại giấu như như vừa nãy nhé. Shape tool này kéo ra xem còn gì không? Không còn. Như thế là trường hợp này cũng cắt thật. Có nghĩa là riêng với công cụ crop là nó cắt, cắt mất, cắt thật luôn. Và không chỉ riêng các cái đối tượng vector, không chỉ riêng đối tượng text. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện là về ảnh thì nó cũng cắt ảnh nữa, cắt thật luôn. Thế đấy là những cái vấn đề mà liên quan tới ảnh mà chúng ta cần phải lưu ý.